Sao rồi thầy Lan? Qua thăm khám á, thì nhiệt cơ thể cũng như là nhịp tim, nhịp phổi của ngài á, nó bình thường, đâu có chuyện gì mà khác lạ đâu nè. Vậy là ta và các vị phu nhân đây đều bình thường sao? Đúng vậy, tôi đã thăm khám cho ba vị phu nhân ở đây, sức khỏe cũng đều bình thường hết ạ, thưa ngài. Vậy tại sao ta vẫn chưa có con? Ta cưới các nàng về cũng đã mấy năm rồi. Chàng đừng có lo, con cái là lộc của trời cho. Với lại chàng lúc nào cũng vì người nghèo, giúp đỡ họ rất là nhiều, thì chắc chắn trời sẽ ban lộc cho chàng con đàn cháu đóng mà. Chị cả nó phải rồi đó, chàng còn trẻ, còn nhiều thời gian, chàng đừng có lo lắng quá. Để tôi về, tôi sẽ xem tôi bốc ba vị đây, mỗi người một thang thuốc uống cho điều hòa kinh nguyệt và bổ dưỡng khí huyết. Tôi sẽ cho người đem qua cho ngài. Dạ. Dạ. Cảm ơn đại phu. Dạ. Dạ. Tôi cũng xin phép. Tôi về. Để tôi tiễn ngài. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy Lan. Dạ. Bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Nếu ta không có con, tiệt tử tiệt tôn, thì sau này xuống suối vàng, làm sao dám gặp mặt tổ tiên. Nếu ta sinh cho chàng được một đứa con trai, thì địa vị của ta trong nhà này sẽ dưới một người mà trên trăm người. Bảo vật của ta, bảo vật của ta đâu mất rồi? À, chào ngài phú hộ. Chào hiệp sĩ. Nhận được tin của đồng đạo, tôi vội vã lên đường ngay. Có điều gì chậm trễ, xin ngài bỏ qua. Hiệp sĩ đường xá xa xôi tới đây chịu giúp sức, ta cảm kích còn không hết, làm sao dám trách. Xin mời hiệp sĩ. Xin mời hiệp sĩ dùng trà. Cảm ơn ngài phù hộ. Chẳng hay vật gia truyền của ngài bị đánh mất, cụ thể là vật gì? Không giấu gì hiệp sĩ, nhà tôi có một viên ngọc quý đã thất truyền từ lâu. Tôi cất giữ rất kỹ, nhưng mà không biết tại sao lại bị mất. Xin hiệp sĩ tìm giúp tôi. Tôi xin hậu tạ trọng lễ. Ngài có nghi ngờ ai không? Nhà tôi xưa nay rất yên ổn, chưa từng có trộm cắp xảy ra, nên nhất thời tôi chưa nghĩ được ai. Vật gia truyền của ngài có nhiều người biết không? Đây là bí mật gia đình, cho nên chỉ có những người thân biết. Gần đây có bọn cường đạo ác bá nào hoành hành không thưa ngài? Trong khu rừng gần đây có bọn thổ phỉ chuyên cướp bóc, nhưng mà chúng chỉ chặn đường cướp bóc những người đi qua lãnh địa của chúng, chứ không ra ngoài hoành hành. Tôi sẽ tới đó. Nếu bọn cường hào ác bá thổ phỉ này mà quá ngang ngược, tôi sẽ trừ hại cho dân. Đa tạ hiệp sĩ. Xin cứu ngài. Kìa, có vàng bạc mang hết đây.
tha mạng sống cho. Quy Lợi, ta là xối xám thủ lĩnh vùng này. Vậy thì hôm nay ta sẽ biến con xối xám thành con chó ghẻ. Tụi bay! Hiệp sĩ tha mạng, hiệp sĩ tha mạng. Có phải người đã đánh cắp báu vật của phú hộ lần này? Đâu có, tôi là tướng cướp ở trong rừng, suốt ngày trong rừng thì đâu ra ngoài mà ăn cướp của dân làng. Cả cái vùng này chỉ có đám thổ phỉ của ngươi, ngươi không đánh cắp thì ai vào? Không có hiệp sĩ ơi, quan tôi lắm, hiệp sĩ tha mạng đi. Nếu ngươi vẫn còn cố chấp, thì ta tiễn ngươi một đoạn. Hiệp sĩ, đây tôi khai. Báu vật ở chỗ tôi á, nhưng mà tôi không chọn nha, là tại sao? Tôi thông gian với bà vợ cả ăn với tôi. Ngồi lâu. Xin thật, hiệp sĩ tha mạng cho. Nàng tới rồi. Nàng đợi ta có lâu không? Rất lâu. Cứ tưởng là nàng không tới chứ. Ta kiếm chuyện bắt con nô tỳ phải đi chùa với ta, xong rồi á ta bắt nó ở lại tụng kinh, còn ta đi kiếm chàng á. Nàng quá là thông minh tuyệt đỉnh. Tội thông gian chứ không có tội trộm cắp, đó là tại tự tay ba tặng cho tôi. Hiệp sĩ ơi, hiểu cho tôi, tha mạng cho tôi. Chuyện này là một chuyện hệ trọng, ta phải đưa người về gặp bác hộ giải quyết. Hiệp sĩ. Hắn là ai? Hắn là thổ phỉ thủ lĩnh ở trên núi. Ngài xem đây có phải là báu vật gia truyền của ngài không? Đây đúng là báu vật gia truyền nhà ta. Hắn là kẻ trộm sao? Không có. Tôi không có trộm báu vật của ngài. Chính bà cả thằng tôi đó. Ngươi đừng có hồ đồ, ta làm gì quen biết ngươi? Nàng không nhớ sao? Ta với nàng hẹn nhau ở nhà quan gần chùa, mà mỗi lần đi chùa nàng dẫn tỳ nữ theo, mà tỳ nữ đốt nhang không à, còn nàng ra nhà quan với ta. Gọi nô tỳ của bà cả ra đây. Dạ ông gọi tôi. Có phải ngươi hay cùng với bà cả lên chùa tụng kinh đúng không? Dạ đúng. Và mỗi lần ngươi đi cùng với nàng vô chùa, chỉ có một mình ngươi tụng kinh, còn nàng rời khỏi chánh điện, đúng chứ? Con tuân lệnh bà cả ở chánh điện tụng kinh, còn bà cả thì xuống hậu lương nghỉ ngơi. Nói như vậy, mỗi lần lên chùa tụng kinh, ngươi ở lại chùa tụng, còn bà cả thì rời khỏi chánh điện, đúng chứ? Ông tin hả? Bà cả tặng khăn tôi còn dắt trong. Nếu ngài chưa tin đó phải không? Tôi nói ra đặc điểm này là ngài tin liền. Dưới bàn chân bà cả có hai nó bùi son. Đủ rồi, lôi hắn ra ngoài. Nàng là người xe tơ kết tóc với ta, ta dùng kiểu lớn rước nàng về, vậy mà nàng dám phản bội ta sao? Ta không thể tha thứ cho nàng được. Nàng là một người phụ nữ lăng loàn cặp nết. Chàng ơi. Thank you.
Vợ cả thì sao? Được cưới hỏi đàng hoàng thì sao? Cũng bị hủy hôn, xách gói ra đi. Đúng là quá xấu hổ, thảm không nỡ nhìn. Đang đang làm cái gì vậy? Tại sao tên tội phỉ này lại có mặt trong phòng của Nam? Thiếp không biết. Thiếp đang ngủ, tự nhiên giật mình tỉnh dậy thì thấy hắn đã chết trong phòng của thiếp rồi. Chàng ơi, chàng hãy tin thiếp đi. Thiếp lúc nào cũng một lòng một dạ với chàng, thiếp không có phản bội chàng đâu. Nếu đúng như nàng nói, vậy thì tại sao khi phát hiện xác chết, nàng lại không báo cho ta, mà nàng lại cuốn cái xác lại? Nàng muốn làm cái gì hả? Thiếp, đúng, nàng ta có tật nên là giật mình chứ gì. Không có, thiếp sợ chàng không thích thiếp. Thiếp sợ chàng nghi ngờ thiếp với hắn ở dàn dĩ với nhau, cho nên là những lúc về tối thiếp định kéo cái xác của hắn ra giường để chôn. Nếu mà nàng trong sạch, không có gì khuất tất á, thì việc gì phải lo sợ. Tội ác rành rành ra đó. Rõ ràng á là nàng có tật giật mình, nửa đêm đi thông gian với thổ phỉ, sợ bị phát hiện nên là mới giết người bịt đầu mối, đúng không? Tội ác rành rành ra đó. Trời đất bất dung, không biết xấu hổ, mở đó còn kêu oan. Thiếp không có, chàng phải tin thiếp. Chứng cứ rành rành như vậy mà nàng còn chối được hả? Đi, đi ra khỏi cái nhà này, ta không muốn nhìn thấy mặt nàng nữa. Cùng ta cũng là nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà này. Bơ này phú hộ, bơ này phú hộ. Ê, 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 ê. Người lại. Tôi là Sói Xám, thủ lĩnh thổ phỉ đây. Ngươi chết rồi mà. Đúng, tôi đã chết. Chết một cách rất oan ức. Người ta đã hại chết ta. Người ta tìm đến ông mà cáo trạng đây. Ngươi nói đi. Chính vợ hai của ông đã giết tôi. Vợ hai của ta? Lần đầu tiên gặp nàng, tôi đã say mê nhan sắc của nàng. Chính nàng đã chọn báu vật của ông và trao tặng cho tôi. Còn xúi dục tôi thông gian với vợ cả của ông nữa. Chàng nàng. Đây, chàng giữ đi. Đây là cái gì? Đây là báu vật gia truyền, quý báu lắm, chàng hãy cất giữ cẩn thận. Báu vật gia truyền nàng tặng cho ta? Chàng hãy cất giữ cẩn thận. Nếu có người phát hiện thì chàng cứ nói là bà cả tặng cho chàng. Tại sao? Thiếp làm vợ lẽ bị ức hiếp. Nếu hạ gục được vợ cả
thì thiếp chính là chủ nhân của nhà lớn. Đến lúc đó, thu chi vàng bạc trong nhà sẽ nằm trong tay của thiếp. Chàng muốn gì, thiếp cũng chịu hết. Nhà công sợ chồng nào phát hiện hả? Chồng thiếp buôn bán làm ăn xa, mười bữa nửa tháng mới về một lần. Thiếp chăn đơn gối chiếc nên mới tìm đến chàng. Thiếp còn nghi ngờ là chồng thiếp không thể sinh con được. Nếu như thiếp có con với chàng thì chồng thiếp sẽ nghĩ là con của chồng thiếp sẽ hết mực yêu thương thiếp. Biết đâu con của thiếp với chàng sẽ là thừa tự của gia đình chồng thiếp. Đến lúc đó chàng muốn gì thiếp cũng chịu, và chàng sẽ được tha hồ mà hưởng vinh quang phú quý. Hay, hay lắm. Nàng rất thông minh. Ta sẽ làm được sự sắp xếp của nàng. Nàng không những xinh đẹp mà còn lời nói còn dịu dàng như rót mật vào tai, khiến ta phải say mê và làm theo lời nàng. Không ngờ lợi dụng ta xong, nàng còn giết tôi nữa. Chàng. Ồ, nàng thấy rồi. Hôm nay đẹp quá. Hư quá. Ừ. Ta không hư sao nàng thương ta được. Bây giờ bà cả đã bị từ hôn nên đã bị đuổi ra khỏi nhà. Mọi quyền hành trong nhà bây giờ đã nằm trong tay của thiếp. Bây giờ nàng cảm thấy hài lòng chưa? Tất cả là nhờ vật công của chàng hết đó. Chỉ cần nàng vừa lòng đồng ý thì việc gì ta cũng chịu nàng hết. Thật hả chàng? Ừ. Xưa giờ ta có gạt nàng bao giờ, nhưng mà mém chết với tài hiệp sĩ đó. Không sao, dù gì thì ta cũng không có hại tên nàng lại đâu. Rồi rồi, thiếp biết á là chàng luôn yêu thương, luôn đối xử tốt với thiếp mà. Nàng xinh đẹp như vậy, ta không yêu nàng thì yêu ai? Dẻo mồm. Chàng không có tình cảm gì với bà cả sao? Dù gì thì hai người cũng... Không phải. Ta giàn díu cho bà cả là tại vì ta thực hiện kế hoạch của nàng. Chứ ta thương mình nàng thôi mà. Vậy chàng có thể giúp thiếp làm một chuyện được không? Chuyện nữa hả? Gì hoài vậy? Một chuyện gì? Chàng giết bà ba cho thiếp. Giết luôn cho bà sao? Phải. Nàng ta trẻ trung xinh đẹp như vậy nên rất được chồng thiếp yêu thương chiều chuộng. Lỡ mai mà nàng ta sinh cho chồng thiếp được một người con trai thì chẳng khác nào địa vị trong nhà của thiếp bị mất đi. Chàng giúp thiếp đi mà. Vậy mà nói yêu thương người ta. Thôi. Nàng là trời là đất, ra đi. Ta làm theo cái đó. Nhưng chưa nàng. Vậy thì nhân lúc đêm tối, chàng lén vào phòng của ả, làm vài động tác thân mật. Nếu mà ả có chống cự thì chàng bịt miệng ả lại. Thiếp sẽ kêu chồng của thiếp qua để bắt quả tang. Nhân lúc loạn lạc thì chồng thoát thân. Nhưng mà lỡ tao bị bắt thì sao? Trong đêm tối chồng thiếp làm sao mà thấy được mặt của chàng. Với lại chồng thiếp cũng đâu phải là đối thủ của chàng đâu. Tao quýnh không lại tên hiệp sĩ đó, tao ngán lắm. Chàng yên tâm, tên hiệp sĩ đó đã đi khỏi rồi. Nhất thời hắn không thể nào quay lại được đâu. Ở đó không ai là đối thủ của chàng hết. Chàng giúp thiếp đi mà. Thôi, vì nàng ta nhận lời nè, hiểu chưa? Vậy thì bây giờ chàng hãy mau đi liền đi. Thôi được, ta đi. À, khoan nữa. Đây là bình rượu quý thiếp tặng cho chàng đó. Rượu quý? Đa tạ nàng, đa tạ nàng. Ta đi đây. Khoan đã, trước khi đi chàng hãy uống trước mặt thiếp cho thiếp vui lòng đi. À, rượu ngon, rượu ngon. Ta đi nha. Thank you.
vọng của ta. Ta phải mang tiếng lăng làng chất ngất cả đời. Tôi đã hết lòng hết dạ với nàng, không ngờ nàng đã chuốc độc hại chết ta luôn. Đúng là ác giả ác báo. Ngươi làm việc ác thì nhận lại quả ác. Nhưng còn ta, ta hết lòng yêu thương nàng, vậy mà nàng lại phản bội ta để đến với một tên thổ phỉ như ngươi. Trời thật là bất công mà. Tại vì các nàng ai cũng muốn có con riêng cho mình. Ta thật sự là không có con sao? Tiệt tử tiệt tôn sao? Chàng ơi, thiếp có thai rồi. Cuối cùng thiếp đã có thai với chàng. Nàng có con với ta? Phải. Đứa con trong bụng này là con của ta sao? Chứ không phải là con của tên thổ phỉ đó hả? Chàng nói cái gì vậy? Đêm qua tên thổ phỉ đó đã hiện hồn về báo mộng cho ta và kể tất cả đầu đuôi sự việc cho ta hết rồi. Nàng thông gian với hắn, lấy báo vật gia truyền nhà ta đưa cho hắn, rồi còn bảo hắn là thông gian với vợ cả. Nàng hại chết hắn bằng rượu độc, rồi đổ tội cho vợ ba. Tất cả là âm mưu của nàng. Thiếp... Đứa con trong bụng này cũng là con của hắn đúng không? Không, không phải đâu chàng. Thiếp xin thề với trời đất á, đứa con trong bụng của thiếp là con của chàng. Chàng tin thiếp đi. Nàng quá gian xảo, ta không thể nào tin nàng được nữa. Chàng, chàng đừng có như vậy mà. Thiếp xin chàng, chàng ơi, tin thiếp đi mà chàng. Đứa con trong bụng của thiếp á là con của chàng á. Chàng tin đi chàng. Đi. Để sống đầu bạc răng long cùng cậu con trai. Còn bà cả thì xuống tốt đi tu ở chùa trên núi. Bà ba thì sống lang thang dứt dưỡng đầu đường xó chợ. Sống ở đời, khi ta gieo nhân nào thì ắt sẽ gặp quả nấy.